hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy chính thức gia nhập Nam Định sau khi cùng đội tuyển Việt Nam trở về từ Thái Lan với vị trí Á quân AFF Cup 2022. Cầu thủ này sẽ mang chiếc áo số 7 quen thuộc ở đội bóng mới. Trước khi cập bến sân thiên trường, Hồng Duy là một trong những ngôi sao đã nói lời chia tay với Hoàng Anh Gia Lai sau nhiều năm gắn bó bên cạnh Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh. Hồng Duy là bom tấn nổi bật của Nam Định trong kỳ chuyển nhượng trước mùa giải V-League 2023. Cầu thủ 26 tuổi được kỳ vọng sẽ cùng với đàn em Mai Xuân Quyết tạo nên cánh trái đáng gờm cho đội bóng Thành Nam. Câu lạc bộ bóng đá Thép Xanh Nam Định là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam có trụ sở tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Câu lạc bộ hiện đang chơi ở V-League One, sân nhà của đội bóng là sân vận động Thiên Trường, trước đây có tên gọi là sân Chùa Cuối. Đây là một trong những câu lạc bộ bóng đá có lịch sử lâu đời tại Việt Nam. Đội bóng từng một lần giành ngôi vô địch giải vô địch bóng đá Việt Nam năm 1985 với thành tích bất bại toàn mùa giải với danh xưng Công nghiệp Hà Nam Ninh.